Tại vì khi mà bạn nộp hồ sơ cho bảo hiểm thì có một số thông tin bạn cung cấp cho bên bảo hiểm và người ta muốn có những cái bằng chứng để họ đối chiếu và xác minh những cái thông tin bạn cung cấp, cụ thể như là về quốc tịch của bạn, về thân nhân, về thu nhập để họ đối chiếu và họ cho bạn thấy được là những cái quyết định về hỗ trợ tài chính cho bạn là chính xác. Nếu bạn nhận được thư đó thì hãy gửi cho họ những cái giấy tờ mà họ cần. Ở trong cái thư thì họ có list ra rất là nhiều các cái giấy tờ họ cần, nhưng bạn chỉ cần gửi đến một thứ giấy tờ thôi. Và một cái giấy tờ đó có thể gửi cho nhiều mục. Ví dụ như là người ta cần chứng minh về bạn đã sống ở đây đủ trên 5 năm, bạn có thể gửi thẻ xanh hay gửi quốc tịch hoặc gửi passport hoặc bất cứ cái gì mà bạn có, chứ không cần phải gửi tất cả. Và cũng lưu ý là chỉ gửi bản copy chứ không cần phải gửi bản chữ gốc của mình lên cho họ. Khi bạn nhận được thư thì gửi càng sớm càng tốt và thường là quy định là phải gửi không chậm hơn 10 ngày. Và theo như kinh nghiệm của tôi làm việc thì bạn hãy gửi qua đường internet bằng cách là scan cái hồ sơ đó, sau đó hãy vào lại tài khoản của bạn dùng cái ID và password, sau đó đăng nhập vào cái trang web Maryland Health Connection, rồi upload cái thư hoặc là những cái giấy tờ cần gửi lên. Hoặc nếu không thì bạn có thể gửi bằng đường bưu điện qua địa chỉ PO Box 2160 Manchester, Connecticut 06045. Và nhớ phải cùng gửi kèm với cả tờ giấy mà có trong cái thư của bạn để họ biết cái mã số hồ sơ của bạn.